anh cho em xin một vài mục target cho sản phẩm giày cao cấp giá trị cao. Ok, thì đầu tiên là bán giày giày cao cấp đúng không? Giày cao cấp của em là giày gì? Giày lam hay giày lữ, giày da hay giày thể thao, hay giày công sở, hay giày cao gót, giày bánh mì. Đấy. Quan trọng là giày của em là bán cho lam hay lữ. Cao cấp là bao nhiêu tiền? Giày da lam bao nhiêu tiền em? 2 đến 4 củ. Ok, sản phẩm giày da lam mà 2 đến 4 củ là một cái khoảng là một cái giày cũng gọi giày cao cấp rồi. Ok, thì cái đôi giày của em ấy phục vụ cho đối tượng làm nghề gì, những ai, những người như thế nào trong xã hội thì người ta có thể đi được cái đôi giày 4 củ, thường gọi 5 củ đi cho đẹp trai nhé. Cái đôi giày 5 củ thì những người như thế nào thì người ta sẽ đi được đôi giày 5 củ, người ta làm nghề gì nào? Ví dụ một nghề dạ ngân hàng, công chức nhà nước. Ok, đầu tiên là ngân hàng đi, nhân viên ngân hàng thì theo em nhân viên ngân hàng họ sẽ phải làm chức vụ gì, họ phải làm chức vụ gì thì họ mới mua cái đôi giày 4 củ họ đi. Nhân viên ngân hàng họ làm chức vụ gì ở trong ngân hàng thì họ sẽ mua, có tiền mua đôi giày 4 củ đấy để đi. Nào, chức vụ của cái người mà làm trong ngân hàng đấy, chức vụ gì thì họ sẽ đi đôi giày 4 củ. Làm nhân viên thị trường đi giao tiếp nhiều, sai rồi. Nếu như mà tư duy như vậy thì em có thấy 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 cái ông nào mà làm bên ngân hàng ấy mà đi thị trường nhiều người ta đi đôi giày 4 củ không? Em có thấy ông nào chạy thị trường nhiều mà người ta đi đôi giày 4 củ không? Người ta xót tiền chết mẹ đi. Để làm chức cao đi, ký kết hợp đồng lớn là chức cao là chức gì? Giám đốc chi nhánh. Ok, đúng rồi đấy, bạn bạn dụng cụ gia đình thông minh gọi đấy. Giám đốc chi nhánh thì bây giờ cái câu chuyện là đối tượng khách hàng cũng là giám đốc chi nhánh ngân hàng. Đúng không? Thì mình xem là cái ông giám đốc chi nhánh ngân hàng này ông ấy thích cái gì? Nào. Ông ấy thích cái gì nào? Ông thứ nhất là ông ấy thích cái gì? Ông ấy đi xe gì nào? Một giám đốc chi nhánh ngân hàng thì ông sẽ đi cái xe gì và ông thích cái gì? Ông sẽ sử dụng điện thoại gì? Đấy. Đấy là cách target đấy. Target đầu tiên nhắm vào đối tượng giám đốc chi nhánh ngân hàng. Khi mình xác định được đối tượng của mình là giám đốc chi nhánh ngân hàng rồi, mình bắt đầu đi tìm hành vi, đi tìm sở thích của ông đấy ở trên online. Đó, ok nhá, chuẩn chưa? Đấy. Đúng rồi đấy, xây dựng chân dung khách hàng một nhân vật.